Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ Hai ngày 24 tháng 1 năm 2022. Kính mời các bạn xem bản tin vì sao Bộ trưởng Bộ Y tế lại thay chính phủ phát biểu mừng 72 năm quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Trung Quốc. Hôm 18 tháng 1 năm 2022, nhân 72 năm kỷ niệm quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Trung Quốc, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long thay mặt chính phủ gửi đến nhân dân Trung Quốc bài phát biểu chúc mừng thông qua Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hùng Ba. Trong bài phát biểu, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long khẳng định quan hệ đối tác, hợp tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Trung Quốc là ưu tiên hàng đầu trong đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa của Việt Nam. Nhiều người Việt Nam, trong đó có các nhà báo, nhà quan sát, nhà sử học, đều nhận định với Đài Tiếng Nói AFA rằng đây là động thái rất lạ của chính quyền Việt Nam trong quan hệ giữa hai nước. Đây là hình ảnh ông Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh và Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị tại Hà Nội vào hôm 10 tháng 9 năm 2021. Tiến sĩ sử học Nguyễn Nhã đã nêu ra quan điểm của ông như sau. Đây là lần đầu tiên họ để một bộ trưởng y tế làm việc đó. Như vậy là hạ thấp mối quan hệ đó. Họ có sự khôn ngoan, tức là vẫn giữ mối quan hệ nhưng hạ thấp đi. Nhà báo Võ Văn Tạo thì nhận xét như sau. Người chúc mừng thường là lãnh đạo của Đảng, của Chính phủ, của Quốc hội hoặc Bộ trưởng Bộ Ngoại giao. Trong các nước Cộng sản thì là người đứng đầu Đảng hoặc là Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Trung. Nếu ông Long không phải là Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Trung mà đưa ra lời chúc mừng như thế là hết sức bất thường. Việt Nam và Trung Quốc đã thiết lập quan hệ ngoại giao vào ngày 18 tháng 1 năm 1950. Vào ngày 19 tháng 1 năm 1974, một trận hải chiến xảy ra ở vùng biển quần đảo Hoàng Sa giữa Hải quân Trung Quốc và Hải quân Việt Nam Cộng Hòa. Vào ngày 20 tháng 1 năm 1974, Trung Quốc đã giành được quyền kiểm soát tất cả các đảo từ phía Việt Nam Cộng Hòa. Vào ngày 17 tháng 2 năm 1979, Trung Quốc đem quân tấn công các tỉnh dọc biên giới Việt Nam với mục đích là dạy cho Việt Nam một bài học. Hai nước trở thành kẻ thù của nhau. Vào ngày 14 tháng 3 năm 1988, Trung Quốc đưa tàu hộ vệ tên lửa và quân tấn công đổ bộ xâm lược cụm đảo Gạc Ma, Cô Linh, Lên Đào thuộc quần đảo Trường Sa. Quân Trung Quốc bắn chìm hai tàu của Việt Nam và thảm sát 64 chiến sĩ Việt Nam rồi chiếm đá Gạc Ma. Đến năm 1991, hai nước Việt Nam và Trung Quốc tuyên bố bình thường hóa quan hệ theo phương châm 16 chữ vàng và 4 tốt như láng giềng, hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai, và láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt, đối tác tốt. Tuy tuyên bố coi nhau như bạn vàng, nhưng Trung Quốc liên tục cưỡng chiếm Biển Đông, xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Vào năm 2012, Trung Quốc ngang nhiên thành lập thành phố Tam Sa thuộc tỉnh Hải Nam để quản lý hai quần đảo là Hoàng Sa, Trung Quốc gọi là Tây Sa, và Trường Sa, Trung Quốc gọi là Nam Sa, cùng với bãi cạn mà Trung Quốc gọi là Trung Sa. Đây là hình ảnh đường chín đoạn mà Trung Quốc tuyên bố chủ quyền ôm trọn Biển Đông, bao gồm cả hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam. Vào năm 2014, Trung Quốc là quốc gia đầu tiên tiến hành cải tạo với quy mô lớn các thực thể là bãi đá ngầm đang do nước này chiếm giữ thuộc quần đảo Trường Sa thành các căn cứ hậu cần và quân sự, đường băng, đáp máy bay, v.v. 4 năm sau, tổng diện tích các đảo hoàn toàn nhân tạo của Trung Quốc bồi đắp trên các đá ngầm thuộc quần đảo Trường Sa đã lên tới 13,21 km2, tập trung chủ yếu trên 3 bãi đá Vành Khăn, Subi và Chữ Thập. Vào tháng 7 năm 2019, Trung Quốc đã điều tàu khảo sát Hải Dương Địa chất 8 với sự hộ tống của các tàu hải cảnh vào khu vực bãi Tư Chính nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, quấy nhiễu hoạt động thăm dò dầu khí của Việt Nam với một công ty dầu khí của Nga. Với động thái đưa Bộ trưởng Bộ Y tế phát biểu chúc mừng nhân dân Trung Quốc nhân dịp kỷ niệm 72 năm quan hệ hai nước, nhà nghiên cứu Biển Đông Đinh Kim Phúc nhận định như sau. Thông thường khi quan hệ hai nước hục hoặc nhưng vẫn giữ nguyên nguyên tắc ngoại giao thì phải là Bộ trưởng Bộ Ngoại giao chúc mừng kỷ niệm ngày kỷ niệm quan hệ ngoại giao hai nước. Lần này đã đặt ra một câu hỏi cho giới quan sát là vì sao một Bộ trưởng Y tế lại thay mặt Trung ương Đảng, Chính phủ phát biểu chúc mừng như vậy. Khi đặt ra câu hỏi đó thì người ta phải nhìn tổng thể mối quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc trong nhiều năm qua. Chúng ta thấy mối quan hệ này ngày càng xấu đi mà nguyên nhân xuất phát từ phía Trung Quốc. Họ hung hăng đưa tàu chiến, đưa tàu ngư chính,
đưa tàu khảo sát đi quấy phá vùng biển của Việt Nam, o ép các lô dầu khí mà Việt Nam đang ký kết với nước ngoài để thăm dò và khai thác. Đây là hình ảnh tàu Hải Dương Địa chất 8 đã hoành hành suốt nhiều tháng ở bãi Tư Chính thuộc chủ quyền của Việt Nam vào hồi năm 2019. Và từ đầu, truyền thông Việt Nam hoàn toàn im lặng về vấn đề này. Chính vì những hành động đó đã đưa đến mối quan hệ rất xấu giữa Việt Nam và Trung Quốc. Bên cạnh những hành động bắt nạt nước nhỏ mà Trung Quốc chưa bao giờ từ bỏ đối với Việt Nam vào cuối năm 2021, Trung Quốc còn ban hành những quy định sẽ phạt nặng các ngư dân nước ngoài hoạt động trong vùng biển của nước này cho là thuộc chủ quyền tài phán của mình. Quy định mới có tên là tiêu chuẩn tùy nghi xử phạt hành chính nghề cá trên biển, được Bộ Nông nghiệp và Nông thôn Trung Quốc và Hải cảnh Trung Quốc ban hành. Theo đó, ngư dân nước ngoài có thể bị phạt tới 500.000 nhân dân tệ, là tương đương với 78.500 đô la nếu bị phát hiện có hoạt động đánh bắt trong vùng đặc quyền kinh tế hoặc thềm lục địa mà Trung Quốc tuyên bố chủ quyền mà không được nước này đồng ý. Những ngư dân này có thể bị hải cảnh Trung Quốc xua đuổi và tịch thu ngư cụ. Trước đó, Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị sang thăm chính thức Việt Nam để chủ trì phiên họp lần thứ 13 của Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương Việt Nam và Trung Quốc. Tại phiên họp, Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính thì khẳng định tình hữu nghị truyền thống Việt Nam và Trung Quốc là tài sản quý báu của hai nước. Việt Nam coi trọng sự phát triển quan hệ với Trung Quốc, coi đây là ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, có hiệu quả, là bạn, đối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế. Và hệ lụy chất chồng khi Trung Quốc chặn thông quan hàng hóa tại biên giới. Đây là hình ảnh hàng ngàn xe tải nông sản phải nằm chờ tại cửa khẩu Lạng Sơn vì không thể xuất hàng qua Trung Quốc nữa. Gần 2 tháng qua, Trung Quốc đã siết chặt hoạt động thông quan ở các cửa khẩu biên giới phía Bắc. Cũng là 2 tháng mà nhiều ngành nghề liên quan ở Việt Nam bị ảnh hưởng theo rất lớn. Từ đầu tháng 12 năm 2021, hàng ngàn xe hàng chở, đặc biệt là mặt hàng nông sản, trái cây tươi bị mắc kẹt tại các cửa khẩu biên giới phía Bắc do Trung Quốc thực hiện chính sách Zero Covid, nên đã tăng cường kiểm soát hàng hóa lưu thông vào nước này. Trung Quốc lại thông báo cho biết sẽ tạm dừng thông quan hàng hóa qua các cửa khẩu của Lạng Sơn ngay trong 7 ngày kể từ ngày 31 tháng 1 vì lý do nghỉ Tết Nguyên đán 2022. Anh Thành, tài xế chở hàng ở Lạng Sơn đã nói, có những chủ hàng uy tín lâu năm rồi thì người ta vẫn chấp nhận trả tiền xăng dầu cho lái xe. Còn có những chủ hàng người ta không lo, coi như người ta bỏ luôn. Người ta lấy thấy hàng như thế là người ta bỏ luôn, bỏ mặc lái xe thích đi đâu, bán thì bán để lấy tiền dầu. Có nhiều xe tải nhỏ 2-3 tấn về đây để chở nông sản đi các vùng miền trong sâu một tí. Đi về xuôi, mỗi xe đến bốc vác vài ba tấn. Nhưng đó là đợt đầu thôi, còn bây giờ họ cũng chẳng còn xe nào tới bốc vác nữa rồi, ít lắm, chậm lắm. Nông sản thì rớt giá. Không chỉ có cánh tài xế chịu tổn thất, các chủ nhà vườn trong nước cũng bị dồn ứ hàng hóa vì không có ai thu mua hoặc có chăng thì mua với số lượng thấp và giá rẻ như cho. Đây là hình ảnh báo Thanh Niên đưa tin về 130.000 tấn thanh long đã chờ giải cứu sau khi Trung Quốc ngừng nhập khẩu thanh long. Ông Nguyễn Ngọc Tân ở Vĩnh Long có vườn mít Thái và chanh cho biết phần lớn nông sản trái cây như mít, thanh long hay dưa hấu ở nơi ông sản xuất đều xuất sang thị trường Trung Quốc, ông nói. Cho nên những tháng gần đây, cửa khẩu Việt Nam và Trung Quốc hình như có cái gì đó trở ngại để thông quan cho nên bị ùn ứ hàng nông sản ở đó. Chính vì vậy, đưa đến việc là cái giá trái cây nói riêng là mít Thái ở khu vực của tôi xuống rất là thấp, cây chanh nữa. Mít năm ngoái tháng này cỡ khoảng 10 mấy ngàn một ký, nhưng giờ giá thương lái vô tới vườn mua là trên dưới 5.000 đồng một ký mà thôi. Hiện giờ thì thương lái vẫn còn mua nhưng giá rất là rẻ. Họ mua để sấy hay làm gì đó. Một số doanh nghiệp có đơn hàng đi đâu đó mà không phải xuất sang Trung Quốc cho nên họ cũng còn mua nhưng mà với giá rất rẻ. Cô Tâm cũng là một chủ vườn chuyên trồng thanh long, ruột đỏ và chanh để xuất sang Trung Quốc, than thở rằng suốt gần một năm trời dày công chăm sóc, chi phí đắt vô mấy trăm triệu thanh long, chỉ trong cuối năm bán được giá. Vậy mà bây giờ thanh long rớt giá thê thảm, xuống còn có 3.000 đồng một ký, không đủ bù tiền điện, mà cũng ít thương lái tới mua. Cô phải tự bán lẻ,
phần lên mạng nhờ người dân ở các thành phố lớn giải cứu, phần mang cho bà con lối xóm ăn phụ. Cô nói công ty ngừng mua, ở đây mình không biết bán cho ai hết. Thương lái nhỏ thì người ta không mua hoặc mua rất ít, kỳ rồi bán không được luôn, cuối cùng phải nhờ bà chị bán lẻ. 3.000 đồng một ký này chưa đủ đóng tiền điện, chứ đừng nói chi phí cái khoản lót tay rồi phân thuốc. Bán được có 3 triệu mấy mà trong khi đó tiền điện đã là 5 triệu mấy rồi, chỉ riêng một khoản tiền điện thôi là không đủ. Kính mời các bạn xem bản tin chỉ thị chống dịch chồng chéo, dân phải tự lo phòng thân. Hôm 19 tháng 1, ông Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính của Chính phủ đã ra công điện yêu cầu các địa phương không đặt ra những biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trái với quy định của Chính phủ và Bộ Y tế, gây khó khăn cho người dân về quê ăn Tết. Thủ tướng nhấn mạnh các biện pháp phòng chống dịch dứt khoát phải được thực hiện thống nhất trên toàn quốc, nhưng linh hoạt trong phạm vi nhất định. Các địa phương nếu áp dụng các biện pháp khác hoặc cao hơn quy định thì phải báo cáo. Đây là hình ảnh, câu hỏi cụ thể nhất của người dân là về quê ăn Tết có bị cách ly hay không? Theo truyền thông của nhà nước, tuy Chính phủ, Bộ Y tế đã có hướng dẫn các quy định thích ứng an toàn và yêu cầu địa phương không chống dịch cao hơn quy định, nhưng mỗi tỉnh thành đang đề ra biện pháp cách ly, xét nghiệm khác nhau với người về quê để ăn Tết. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng cho rằng việc ứng xử của các tỉnh đối với người dân về quê ăn Tết đang là vấn đề cần được quan tâm, giải quyết. Anh Nhân, chủ một cửa hàng buôn bán hàng nội thất, đã cho Đài Tiếng Nói FA tại Mỹ biết như sau. Không phải địa phương nào cũng do tình trạng đó. Em có anh thợ mộc phải thu xếp về quê trước một tuần để kịp Tết vì còn phải cách ly. Về sát ngày quá là không kịp Tết. Cách làm của họ làm đã cản trở người đi xa về quê, đặc biệt là công nhân, bởi họ làm các công ty thì công ty đâu cho nghỉ sớm được. Hiện một số công ty ở Sài Gòn nương theo những quy định đó mà khuyên công nhân nên ở lại thành phố. Cả chính quyền thành phố cũng khuyên người dân nên ở lại ăn Tết chứ không nên về quê. Nhưng cái Tết cổ truyền thì ai đi xa làm việc cũng mong muốn cuối năm về ăn sum họp với gia đình. Chủ trương của chính phủ là bình thường, trao điều kiện mới là địa phương cản trở họ bằng những điều kiện cách ly thì không đúng. Anh Nhân phân tích thêm, ở Việt Nam, địa phương nào để dịch lây lan thì chủ tịch tỉnh phải chịu trách nhiệm, nên họ đẩy trách nhiệm xuống các chủ tịch huyện, huyện đẩy xuống chủ tịch xã. Mấy anh ở xã lại là mấy anh kém về nhận thức và kém về hiểu biết, cho nên để an toàn cho cái ghế của mình, họ đặt ra những quy định không giống ai, làm khổ người dân cả nước. Trong đợt dịch COVID-19 năm ngoái, rất nhiều quy định được chính quyền cấp dưới ban hành không theo chỉ đạo của cấp trên, được người dân gọi là phép vua thua lệ lạc. Đây là hình ảnh vụ phá cửa để cưỡng bức một phụ nữ đi xét nghiệm ngoáy mũi ở Bình Dương, gây chấn động dư luận cả nước. Tại cuộc họp trực tuyến toàn quốc với kết quả phòng chống dịch vào hôm 17 tháng 10 năm 2021, ông Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính nhấn mạnh việc thực hiện nghị quyết 128 là hướng đến bình thường mới. Phải nhất quán, thông suốt từ trung ương xuống địa phương, cấp dưới phải phục tùng cấp trên. Ông Hát, một người am hiểu tình hình nội bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam ở Hà Nội, sau đó đã nói với đài FA rằng sở dĩ có chuyện trên bảo dưới không nghe là vì cấp dưới chỉ lo giữ ghế, họ không làm vì trách nhiệm vừa chống dịch, vừa không ngăn sông cấm chợ, bất lợi cho dân hay ảnh hưởng đến kinh tế dài hạn. Do đó, chuyện cấp dưới bất tuân cấp trên là chuyện có thật, còn trách nhiệm của ai thì phải mổ xẻ vấn đề mới nói được. Để ứng phó với tình trạng mỗi nơi làm một kiểu, phép vua thua lệ làng, người dân thấp cổ bé miệng chỉ biết tự lo cho mình để có thể sum họp với gia đình ngày Tết. Cô Tuyết, một công nhân đang tạm trú ở quận Bình Thạnh, đã kể với đài FA trong sáng ngày 20 tháng 1 như sau. Ông Thủ tướng yêu cầu không làm khó dân khi về quê ăn Tết, nhưng thực tế mỗi nơi mỗi kiểu. Mấy ông ở địa phương đâu có nghe, họ coi thường lời ông Thủ tướng nói. Đây là hình ảnh Hà Nội từng áp dụng quy định cấp phép đi đường khi dịch Covid bùng phát. Mấy ông làm khó dân để kiếm tiền, hoặc ở bên trong nội bộ họ có cái gì đó mà họ không tin ông Thủ tướng nữa. Mỗi nơi chống dịch một kiểu nên người lao động, tụi tôi phải xin về quê sớm hơn mọi năm
để trừ hao cách ly. Mấy ông chống dịch theo chỉ thị từ hồi đó tới giờ mà, có theo khoa học đâu, ai mà dám tin, mình lo cho thân mình mà thôi. Như cái vụ bắt dần liền bị xét nghiệm mỗi tuần mấy lần, giờ lòi ra cái vụ Việt Á mấy ông bán kit test luôn. Bởi vậy cấp dưới không nghe cấp trên, dân tụi tôi không nghe lời mấy ông luôn, vì mấy ông nói một đường làm một nẻo. Trong đợt dịch bùng phát thứ tư vào tháng 4 năm 2021, chính phủ đã bị chỉ trích là chống dịch theo chỉ thị chứ không theo khoa học. Điều này dường như được lặp lại khi lãnh đạo một số xã, thôn mặc sức ra những quy định vượt rào so với chỉ thị của chính quyền cấp trên. Báo Nhà nước đưa tin trường hợp của gia đình anh Bình ở tỉnh Thái Bình bị trưởng thôn khóa trái cửa nhốt trong nhà 7 ngày từ ngày 9 tháng 1 cho đến ngày 16 tháng 1 do có người trong gia đình đến từ vùng đỏ. Chủ tịch xã sau đó cho biết việc khóa cửa nhà dân là sai quy định, xã không chỉ đạo thôn làm việc này. Còn ở Thanh Hóa, gần 30 hộ dân ở xã Thiệu Phú được chính quyền địa phương vận động đã đồng ý cho chính quyền địa phương khóa cổng nhà đề phòng có dịch COVID-19 do gia đình có người từ ngoài tỉnh trở về. Đây là hình ảnh 30 hộ dân ở Thanh Hóa bị khóa cổng dán nhãn COVID vì có người về quê ăn Tết. Cách chống dịch của chính quyền lâu nay bị coi là cứng nhắc, không theo khoa học mà theo chỉ thị dẫn sẵn có của một số người, dẫn đến tử vong đến nay là hơn 36.000 người. Bác sĩ Võ Xuân Sơn đã từng bày tỏ với đài tiếng nói FA như sau: có một sai lầm mà theo tôi là lớn nhất trong tất cả các sai lầm gây ra con số tử vong cao là do chính sách vĩ mô. Họ hoạch định chính sách mà không đúng. Những người trong ban chỉ đạo phòng chống dịch từ trên xuống dưới không đánh giá đúng vai trò của ngành y trong việc chống dịch. Bác sĩ Đinh Đức Long thì khẳng định chính quyền đã đi sai hướng nên dịch bệnh bùng phát. Ông nói, các nước chống dịch phải dựa vào các chuyên gia dịch tễ học lâm sàng, tức là các nhà y học chuyên ngành về lâm sàng. Đằng này, Việt Nam, cụ thể là thành phố Hồ Chí Minh, lại chống dịch dựa vào các nhà chuyên gia về hành chính công. Mà nói về luật hành chính, quan hệ hành chính là quan hệ phụ tùng, phục tùng, nghĩa là cấp dưới phục tùng cấp trên. Như vậy, tư duy chống dịch của họ sai khi họ chống dịch bằng quan hệ hành chính. Tư duy đó là tư duy trấn áp, mệnh lệnh. Không thể ra mệnh lệnh cho con virus không được phát triển. Theo tôi, cách chống dịch hiện nay là chống dịch theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Đây là hình ảnh một khẩu hiệu chống dịch phổ biến là ở nhà là yêu nước ở Việt Nam. Trên trang Facebook cá nhân, nhà báo Nguyễn Thông thì ghi nhận các động thái chống dịch kiểu định hướng xã hội chủ nghĩa rất u mê ở Việt Nam như sau. Trang thông tin điện tử của Trường Chính trị tỉnh Bến Tre có bài rút tít cỡ chữ to ở mục tiêu như vận dụng sáng tạo phương pháp luận của chủ nghĩa Mác Lênin trong phòng chống dịch. Lại nhớ trước đó vào ngày 19 tháng 5 nhân kỷ niệm ngày sinh cụ Hồ vĩ đại, báo điện tử của Đảng Cộng sản Việt Nam cũng đăng bài với phông chữ như sau: vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong cuộc chiến phòng chống đại dịch COVID-19. Nghe rất khiếp. Em tôi thì cười bảo, thế giới người ta chống dịch bằng khoa học, chuyên môn và y tế, vaccine và lòng nhân từ, còn xứ ta thì có tiềm năng, thế mạnh, có thứ không đâu có, đó là lý luận, tư tưởng, học thuyết và các biện pháp cưỡng bức. Cứ một mình một kiểu, chẳng giống ai, được tôn thành bản sắc, riêng biệt, sáng tạo, độc đáo, nhưng lại tích cực đi xin vaccine, chống bằng mấy thứ kia, chết như ngả dạ, là phải. Nhà báo Nguyễn Thông đưa ra lý giải như vậy. Có lẽ rút kinh nghiệm từ đợt dịch thứ tư với hậu quả quá nặng nề, mới đây phát biểu kết luận hội nghị triển khai công tác y tế vào năm 2022, ông Thủ tướng của Việt Nam Phạm Minh Chính yêu cầu nghiên cứu việc tiêm vaccine mũi thứ tư phòng COVID-19 cho người dân, đồng thời tham khảo kinh nghiệm quốc tế về tiêm cho trẻ em từ 5 tuổi với quyết tâm mở cửa trường học an toàn trong thời gian sớm nhất.